Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với Starboy Event Tóc Chiến. Và clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể tải và trải nghiệm sớm cái phiên bản Open Beta anh em nha. Hiện tại thì trên Starplay vẫn là đăng ký trước anh em nha. Lúc này là tầm 12 giờ mấy rồi, 12 giờ 10 mấy rồi đó, vẫn còn đăng ký trước. Nhưng mà hiện tại lúc nãy có một bạn comment ở cái clip trước của mình, đó là đã có thể tải ở trên TapTap rồi. Thì cái lúc mà mình làm clip lúc sáng mình lên TapTap mình vẫn chưa thấy, nhưng mà vừa có comment đây thì mình lên thử thì đã thấy có chữ download ở trên TapTap rồi. TapTap là một cái ứng dụng mà anh em có thể tải những cái ứng dụng nó dạng như là Starplay rồi đó. Cái TapTap này nó dạng như Starplay, có rất là nhiều anh em xài. Thì anh em có thể tải TapTap bằng cách lên Chrome và anh em gõ là taptap.io hoặc là gõ TapTap thôi được, nó ra cái trang chính của nó. Đây thì anh em có thể nhấp vào cái chỗ là download này, có ngay chỗ download bên dưới này anh em, nhấp vào download thôi nè, tải xuống TapTap này, anh em ấn ok thôi, xong rồi nó tải vừa xong anh em cài đặt nhá. Đó thì mình cài TapTap trước rồi nên nó sẽ có ở màn hình chính TapTap đây, anh em có thể thấy này, TapTap này xóa vô lại này. Đây thì đối với TapTap thì anh em không cần phải pha kia VPN để tải đâu, tắt cái này được tải nha. Tải trên Starplay thì anh em mới cần pha kia thôi nè, vừa có luôn này, vô ngay cái màn hình chính của TapTap là có ngay chỗ download cái luôn này, rồi nó chuyển rồi. Nếu mà nó không có thì anh em nhấp vào chỗ tìm kiếm này, gõ là LOL nó ra ngay nè anh em. Đó đây thì mình sẽ tiến hành tải và cài đặt, sau mình sẽ hướng dẫn anh em luôn đăng nhập như nào luôn anh em nha. Thì cái này là đối với anh em xài Android thôi, còn iOS thì chắc là vẫn phải đợi thôi, iOS nó khó khăn lắm, phải đợi chính thức ở trên App Store mới tải được. Còn cái này thì anh em có thể tải trước qua cái ứng dụng là TapTap. Đó, đây là phiên bản Open ở một số khu vực anh em nha, và nó sẽ dùng máy chủ ở một số khu vực đó, không phải là máy chủ Việt Nam. Việt Nam thì anh em sẽ đợi đến tháng 12, khoảng là đầu hoặc là giữa tháng 12. Và đây là anh em test trước bên mấy chủ khác như là Xin, Hàn, Nhật hay là một số nước khác anh em nha. Đó thì khá là đơn giản, anh em chỉ cần tải TapTap vừa xong rồi vào cài thôi. Đợi xíu nè. Rồi anh em nhấp vào cái phần chấp thuận thôi, cho phép này. Đó, cài đặt. Rồi nói chung là cái TapTap này một cái ứng dụng khá là nổi tiếng, rất là nổi tiếng luôn ấy, những người chơi tải trên này khá là nhiều. Ok, mở này. À, trước khi mở thì anh em nhớ là có nối VPN nha. Trước khi vô game lần đầu tiên mà anh em đăng nhập á thì anh em phải kết nối VPN. Anh em chọn server Singapore nha, đợi cái mạng anh em chơi nó ổn. Mình cũng đang chơi server Singapore anh em nhé. Còn khi vào Việt Nam thì anh em tính sao? Việt Nam thì server Việt Nam mới chủ Việt Nam mà. Rồi, connect server Singapore xong rồi thì anh em tiến hành vào game. Anh em nhớ là phải connect VPN trước để tránh bị lỗi khi mà đăng nhập anh em nhé. Tại vì mình đang chơi bên server nước ngoài mà, dùng mạng Việt Nam chơi thì nhà phát hành sẽ phát hiện. Đó, và anh em dùng cái VPN nước nào đó thì chắc là cái nick của anh em sẽ tạo ở bên nước đó luôn. Đó, không biết là vào Việt Nam thì dùng cái nick này được nữa được hay không, nhưng mà nghĩ chắc là 99% là không được rồi đấy. Chắc là vào Việt Nam ta phải có một cái tài khoản mới ở đội chơi server trên Việt Nam, đội chơi server Việt Nam. Rồi, anh em đợi cho nó tải một tí. Thì ứng dụng Fake VPN thì mình có nối cho anh em ở hai cái clip trước rồi đó, mình dùng cái VPN cuối cùng. Mình có hướng dẫn ở cái clip trước rồi đó, nhưng mà hạ trên Starplay thì nó không cho tải, hiện tại nó vẫn chưa mở tải. Trên TapTap thì nó mở tải sớm rồi, anh em có thể tải và đăng nhập chơi luôn, không cần phải cũng như là đăng ký gì nữa cả. Rồi anh em nha, thì hiện tại là nó có thể, anh em có thể thấy là nó mở cho là đăng nhập bằng Google này, đăng nhập bằng Dios này, đăng nhập bằng Facebook này. Nhưng mà mình nghĩ là đây là cái server nước ngoài mà anh em, thì nó sẽ liên kết với tài khoản này luôn.
Và khi mà mấy chủ Việt Nam ra Mac thì mình nghĩ anh em sẽ phải có một cái tài khoản mới. Nên mình nghĩ anh em là phải tạo một cái tài khoản phụ để đồ chơi test bên này thôi. Còn về Việt Nam thì anh em có thể dùng Facebook chính đồ chơi hay nhiều đó. Còn không, nếu mà về Việt Nam chơi được cái nick đó nữa thì anh em càng tốt, không có sao cả. Đó. Ok, thì mình sẽ dùng cái tài khoản phụ để chơi anh em nha. Mình sẽ đăng nhập bằng Google này. Đó, mình chọn cái tài khoản phụ để chơi cho nó chờ test. Mình sợ chừng về Việt Nam mình không dùng tài khoản đó chơi được nữa. Anh em chỉ cần nhấp vào chỗ ngày sinh này, nhấp vào chỗ ngày sinh. Xong rồi điền. Điền ngày sinh của anh em phải hơn 12 tuổi nha, game giới hạn 12 tuổi mà. Xong rồi anh em nhấp vào dấu tiếp theo. Rồi, thế là xong. Anh em đăng nhập lại bằng cách nhấp vào tài khoản Google này. Nhấp lại cái tài khoản lúc nãy anh em chọn đỡ tạo ngày sinh đó. Đơn giản đúng không? Không cần phải tạo iOS hay gì rắc rối cả. Xong rồi anh em ấn vào dấu tích chỗ I agree, đồng ý nè. Xong rồi anh em nhấp vào đó, tạo tên nhân vật thôi. Test. Chết. Nói chung là mình sợ là sau này bên server Việt Nam mở thì không chơi nick này được, nên anh em nên dùng cái tài khoản phụ để chơi. Server Việt Nam thì anh em mới dùng tài khoản Facebook chính hay nhiều đó để chơi đó. Còn nếu về Việt Nam vẫn chơi được thì cũng ok. Nhưng mình nghĩ là mỗi server sẽ liên kết với lại một cái tài khoản riêng, nên mình sợ server Việt Nam sẽ không đăng nhập được đâu. Ồ, vô luôn anh em ơi. Chất lượng Zenith. Mình thấy cái này nó mới nha, mới mẻ nha. Hồi trước không có cái chỗ dạo đờ này đâu. Xịn vãi. Đó, xuống này luôn này. Hiện tại mình đang chơi trên cái điện thoại cũ của mình. Mình không nỡ gỡ cái đẹp ở trên bàn chính cái điện thoại kia LK lại. Nên mình vừa test mới ngay trên cái điện thoại cũ luôn. Đó, đi chịu này. Anh em có thể ấn skip, còn nếu anh em mới chơi thì có thể tham gia mấy này hướng dẫn. Đó. Anh em có thể ấn skip nếu anh em đã từng chơi rồi. Ok. Để xem nào. Anh em có thể chọn một trong những con tướng miễn phí này. Bút ra lên cho nó dễ chơi nha. Đó. Mình có cái nick kia rồi. Nick này thì test xương xương xem thôi. Rồi, bây giờ anh em hoàn toàn có thể ngắt kết nối VPN nha. Ngắt kết nối VPN đi anh em ạ, để chơi cho nó mượt. Chỉ cần cái lúc đầu tiên đăng nhập vào thôi. Cần VPN để liên kết với server Singapore thôi. Còn không thì nó sẽ bị lỗi đăng nhập anh em ạ. Đó. Vô luôn nè. Này cũng hướng dẫn chơi này. Skip luôn cho nha. Ok, còn anh em có làm nó có bị lỗi hay gì thì hãy comment xuống dưới nha. Và nhớ là xem full clip giúp mình. Đỡ có thể là những cái gì mình nói trong clip anh em không chú ý nó bị lỗi. Đó. Tặng luôn Henry này. Đó. Tấu liền này. Các kiểu. Phim mát này. Xin ra. Kết này. Đó thì cái này nó hướng dẫn sương sương thôi. Ok thì clip của mình chủ yếu là hướng dẫn anh em cách tải và đăng nhập vào cái bản của như là Open Beta ở một số khu vực Singapore, Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Việt Nam thì anh em đợi sang tháng 12 anh em nhé. Đó, cảm ơn anh em theo dõi clip và thích video mình nhớ cái số like và đăng ký kênh cũng như bật chuông để không bỏ lỡ video nào mới nhất của mình anh em nhé. Bye bye anh em, hẹn gặp anh em những clip lần sau. Bye bye. Không biết là mình đang clip lên thì sát play nó cho tải chưa nữa, nhưng mà mong sẽ coi như là anh em có thể tải và trải nghiệm được. Bye bye anh em. Anh em nhớ là chỉ cần lần đầu đỡ tạo nick thì mới cần VPN thôi, sau đó thì nó sẽ tự động đăng nhập, anh em không cần kết nối VPN ở những lần sau nữa anh em nhá. VPN chỉ cần ở lần đầu khi mà tạo nick đó.